Rồi, kênh Hoa Sứ Tây Ninh xin chào cả nhà nha. Bữa nay em tiếp tục đăng bán một số cây sứ hạt nha. Cả nhà mình có yêu thích thì vào xem và mua ủng hộ mình nha. Thì cũng như thường lệ thì bên em sẽ bao phí ship cho đơn hàng từ 200k trở lên nha. Và khi gửi đi thì em sẽ nhổ cây giao không chậu nha. Những cây như vậy thì sẽ nhổ cây lên, giao không chậu về các bạn mình trồng lại thì cây nó sẽ bảo đảm hơn nha. Em vô cây đầu tiên nha. Cây số 1 là một cây đỏ viền đen nha, đỏ gân nha, đỏ có chạy gân trong cánh hoa nè, đỏ gân hai lớp nha, đỏ viền đen đó, màu cũng khá sáng. Cây này bộ lá tròn đẹp này nha, bông thì cũng rất là sáng nè. Cây này cao nha, cây này cao khoảng gần 2 gang tay nha. Củ dưới đây cũng to rồi nè, củ cũng bự rồi, một cốt nha. Rồi, một cây đỏ. Rồi, cây đầu tiên, cây số 1 em bán giá là 100.000 nha, 100.000 cho cây số 1. Em tiếp cây số 2 nha. Số 2 cũng là một cây một cốt luôn, nhưng mà cây thì nó già rồi nha, già cây, bộ lá nè, xanh mướt luôn. Một cây hồng nha, trắng phớt hồng. Cây này cánh kép 3 lớp nha, trắng phớt hồng. Cây này cao cũng hơn 1 gang tay luôn nha, 1 gang rưỡi tay. Rồi, cây số 2 này em bán giá 80.000 nha, 80.000 cho cây số 2. Rồi, em tiếp cây số 3 nha. Số 3 là một cây đẹp nha cả nhà, một cây đơn màu đỏ tím nha, màu khá là ok luôn. Mấy cây này mình sưu tầm nhân giống rất là ok nè, rất là đẹp. Cây này làm về mình có thể mình nhân giống chiếc ra để mình ghép rồi mình. Cây này nó rộ bông là nhìn rất là phê nè, màu của nó nè, đỏ tím nha cả nhà, đỏ đậm tím nha. Cây này đặc điểm của nó là bộ lá kim nha, lá đẹp nè, lá nhỏ. Mấy thể loại cây như vậy mình thích hợp chơi những cái cây bonsai nữa, như ở nhà mình có cây mấy cái dáng kiểu dáng bonsai nữa thì mình có thể lấy mình cắt ghép qua mình chơi những cái cây bonsai. Cây này cũ thì già nha, cũ già lắm rồi nè, nhưng mà cây thì hơi nhỏ nha, cũng một cốt luôn nha, cao 1 gang tay luôn nha. Rồi, cây số 3 này qua đỏ tím này em bán giá là 100k nha, 100k cho cây số 3 nha, bộ lá kim đẹp nha. Rồi, em tiếp cây số 4 nha. Em tiếp cây số 4 nha. Số 4 là có một cây hoa đỏ nha, hoa đỏ lem trắng nha, hồng nâu nha. Đỏ lem trắng hồng nâu, cây này nó giống tựa như cây tân quý vậy đó. Mặt hoa nó tựa như cái tân quý vậy nha. Cây này cao nha cả nhà. Đặc điểm của em nó là cây này gốc củ quái nha, gốc hình thú nè. Y như là một cái con gì đang ngoái đầu. Rất là đẹp. Đó, gốc đẹp, củ này cũng to rồi nè nha. Củ nó bự ở dưới nè. Đi như một con thú luôn. Đó. Hai cái sừng lên nè. Cây này cao nha, cao gần 2 gang tay nha. Lên đây nó phân tàn hai nhánh này lên rồi nha. Củ đẹp nha cả nhà. Củ quái nha. Đó. Rồi cây cây số 4 này hoa đỏ tân giống tân quý nha. Cây này em bán giá là 120k nha, 120k cho cây số 4. Rồi em tiếp cây số 5 nha. Số 5 là em có một cây đơn trắng, cây này cực kỳ đẹp luôn nha cả nhà. Cây này là nửa trắng nửa xanh nha, nó hơi xanh nha. Một nửa bên cánh là màu trắng, một nửa bên là nó lem xanh, họng xanh luôn nha, cái họng nó màu xanh luôn. Cây này rất là ok nè cả nhà, ai thích tông màu trắng là mấy cái này là thôi, cực kỳ đã luôn. Nửa trắng nửa xanh nha cả nhà. Cây này ưu điểm của em nó là cái chùm nụ là bao la luôn, mấy chục nụ luôn. Đó. Cây này mà ai sưu tầm em này về mà mình ghép vô những cây lớn á, nó ra bông một cái là thôi, ngắm mê ly luôn. Cây này đẹp nha cả nhà. Cây này bộ lá là cũng đẹp nữa nè, bộ lá xanh mướt bóng lượn à, bộ lá rất là đẹp nè. Rồi, cây này cao nha, cây này cũ cũng ở dưới đây cũng bự rồi nè. Cây này cao cũng khoảng 1 gang rưỡi tay nha. Cây này một cốt thẳng luôn nha, một cốt thẳng lên bộ lá nó mướt mượt luôn, chùm nụ rồi thôi, điếm không nổi luôn. Rất là mê nha, nửa trắng nửa xanh nha cả nhà. Cây này rất là ok nè. Rồi, cây số 5 này em bán giá là 150.000 nha, 150.000 cho cây số 5. Hoa màu trắng nha, trắng xanh. Rồi, em tiếp cây số 6 nha. Số 6 là em có một nhánh chiếc riêng nha, nhánh chiếc nha, nhánh của nó bằng ngón tay à. Lên đây nó phân tàn lên hai nhánh,
và qua của nó đây. Cây này là cây Phoenix Thái nha. Giống này giống Phoenix. Tên cũng khó đọc. Phoenix Thái đó. Màu đỏ nha, đỏ tím. Có chạy viền trắng vòng vòng ở ngoài cái cánh hoa nha. Rồi, cây số 6 này em bán giá là 70k. 70k cho cái nhánh chiếc green số 6 này nha. Rồi bữa nay em có 6 cây à. Nha, cô chú anh chị mình thích cây nào thì cứ alo cho mình cây đó nha. Thì số điện thoại và ngày đăng mình có để trên màn hình. Cả nhà mình cứ alo. Rồi, kính chúc tất cả cô chú anh chị em mình thật là nhiều sức khỏe nha.